Camry nha anh chị. Camry 2.5Q 2014. 2.5Q 2014. Xe này cái thời điểm đó là người giàu lắm mới mua xe này anh chị. Bây giờ thì nó bình thường rồi ha. Nhưng mà cái đẳng cấp của nó thì không bao giờ phai mờ được. Đã lắm, cái option của nó phải nói là đẳng cấp. Mình ve lại cái gương nó nó cập xuống cho mình ve. Nhớ gới hai vị trí, qua lăng thục thò nhiều lắm nhiều tính năng lắm rèm che nắng tự động auto tất cả là nhiều tính năng nhiều option đèn sau là đèn full led nha anh chị quá đẹp anh chị ơi 2.5 quy đời 2014 cái này cùng form với lại 20 15 16 17 anh chị mâm năm chóng nè à, tâm mới thay bốn cái vỏ mới 100 vỏ của nó còn hơi yếu nên tâm thay mới luôn bởi vì chắc chất, chất xe này nó đẹp quá hai vỏ luôn cho nó đồng bộ anh chị cái này bên tâm để anh chị là 535 triệu ha đời 2014 nha 535 bản full đó anh chị bản này cao nhất à 2.5 quy 2014 535 triệu xe chạy ô đô được bảy uh, mấy ngàn anh chị bảy mấy tám 000 ngàn đèn nè quá mới anh chị ơi đèn đuốc là mới tin luôn này lúc đầu chủ kêu cao lắm chủ kêu tới 600 lần làm giá lần 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 hôm nay ta mới chịu bán. Lấy về để phục vụ anh chị nha, Camry một đời chủ mua mới, một đời chủ mua mới từ hãng luôn nha. Ừ. Xe này là bản 2.5Q là bản cao nhất rồi đó anh chị. Máy êm, rất êm luôn, cái máy nổ không nghe một cái tiếng gì luôn anh chị. Nắp cò nắp gì chưa mở nha, 100% là nguyên riêng nha anh chị. Giỏ thì ta mới thay bốn cái giỏ mới. Bốn giỏ mới 100%. Mâm quá đẹp đăng kiểm thì còn tới tháng 7 2024 cái này thì đăng kiểm cứ từng năm 1 năm 1 đến năm 2035 nha anh chị hai ghế điện vàng nội thất này là ghế theo xe hết nha da theo xe hết còn rất là tương tắc và đẹp nói chung là xe chưa thay bất cứ một cái thứ gì hết ngoại trừ vỏ và nhớt còn lại là riêng hết anh chị à quên xin lỗi thay cái nắp capo lúc mới mua trong hãng về luôn mà bà vợ bà chạy sao và bà, bà bị mớp cái cabo anh chị không có bị đụng không có gì hết nha kết nước xương đầu gì không có gì hết vô hãng thay cái nắp cabo khác lúc mới mua thay lúc mới mua giờ nó cũ rồi nhưng mà mình bán mình phải nói cho nó rõ ràng minh bạch không bị đụng nha anh chị có thể là đem đi hãng chết thoải mái đem thầy thợ chết thoải mái nha xe không hề đụng <laughs> nhưng mà bảo bà bị bà chạy sao bảo quẹt cái gì mà nó bị mớp cái cabo bả vô bả thay mới luôn tại xe này lúc mua một tỷ mấy mà anh chị người ta thích cái gì mà tốt nhất á chung hết sữa Thay cabo giờ anh chị nhìn không ra đâu bảo đảm thầy thợ nhìn không ra nhưng mà tâm lại rất là rõ ràng trong cái việc kinh doanh mua bán thay cái nắp cabo nguyên do là bị mớp còn đâm đụng thì tâm chịu trách nhiệm cho anh chị nha bởi vì nếu mà đâm đụng thì nó phải vô kết nước nó phải vô xương đầu nó phải vô xương ngang nó phải mở nọ mở kia còn này mở đúng cái cabo thôi không mở gì ngoài ra tâm đã kiểm tra rất là kỹ rồi tâm bán cho anh chị là 535 triệu ha có cửa gió hàng ghế sau nè rèm che mưa auto nè không phải rèm che nắng chứ không phải rèm che mưa rèm che nắng auto tí nữa tâm sẽ cho anh chị coi từng chi tiết của một cái con xe à, đẳng cấp 535 triệu nha anh chị đây anh chị coi quá đã anh chị ơi đây có bạn ở đây hả đi bạn gì lấy xe trước đi kìa hả ở xe xe ông ngoại coi có xe nào trước cho nó mượn. Cái này là này anh chị coi nè. Ghế mới lắm, cái ghế này. Anh chị nhìn nó còn no cứng luôn không? Nó chưa hề mà xẹp hay mà nhung nhắn gì luôn, nhăn nhúng gì luôn á. Đó. đó, hầu như là ghế sau rất là ít người ngồi. Cái này là có điều chỉnh nè. Hàng ghế sau luôn ha. Đã lắm anh chị ơi, cái đẳng cấp của camry thì anh chị cũng biết rồi nó vip luôn á rất là vip nha một đời chủ mua mới nha anh chị năm trăm ba mươi triệu nếu mà anh chị không vừa ý sản phẩm này thì à, cũng khỏi nói nhiều khi cho nó đau lòng ha bởi vì à, tâm mua giày tâm bán giày và tâm cũng không hề gạt gẫm ai hết xe này cần thì tâm cho gặp chủ luôn là không có bị đụng không có bị tai nạn không có bị gì hết á nhưng mà bị mớp cái cabo thay mới không có mở bất cứ ốc nào ngoài con ốc cabo là chưa mở ngóc nào hết xe này thì riêng, chuẩn tâm bán 535 triệu 2014 Đó, mấy, mấy 80 ngàn lên chạy thì mức độ mượt mà và y ái của nó thì khỏi bàn miễn chơi anh chị ơi. mức độ mượt mà và im ái anh chị coi cái rèm cái rèm mà che nhìn ở phía sau nha, để ý phía sau nha, nè, đó anh chị thấy không, thấy không nè ship lại nè, đó chỉ cần một chạm thôi là cái rèm che nắng ở phía sau nó chạy lên chạy xuống, còn vô lăng nè, rồi anh chị nhìn cái vô lăng là cũng biết rồi ha, bảy mươi mấy ngàn anh chị, vô lăng không có một vết mòn luôn, mấy phím bấm nè, xe đẹp lắm xe này thì anh chị không có chơi được cái gì luôn từ vô lăng cần số nội thất ốp gỗ tấp bi tấp gì đẹp quá đẹp máy móc động cơ hộp số im ru cái máy nổ đứng gần không hay tiếng động luôn hai ghế điện nha ghế hai ghế trước chỉnh điện cái này là chỉnh điện tám hướng luôn nha bơm lưng rồi trước sau qua lại lên xuống Còn cái này là gì nè? Chỉnh chỉnh vô lăng điện luôn nha anh chị. Vô lăng điện này ha. Siêu không? Rồi anh chị nhớ ghế hai vị trí, ví dụ như tâm bấm vị trí 1 nè anh chị coi nè. Đó, vô lăng thục thò ha. Ghế chạy tới ha. Nó nâng lên. Còn tâm bấm vị trí nhớ ghế thứ hai nè. Đó. Vô lăng ship lại. Vô lăng chỉnh điện nha anh chị. Đã lắm, gương gặp điện auto mà cái này là cảm cảm biến nè còn cái này là bộ phận điều chỉnh ghế nè mấy công tắc nè còn mới tinh luôn không xe này nó đẹp lắm anh chị 2014 nha 2.5 quy à, da ghế còn đẹp dày thì anh chị nghĩ coi chất lượng xe như thế nào à. da ghế nè da ghế tài nè nó quá hoàn hảo luôn anh chị sản xuất 2014 mã dặn dạng, dạng. tem thái không anh chị chữ thái không mới lắm đẹp quá trời quá trời đẹp quá trời ưng ý và tâm để cho anh chị là 535 nha anh chị về xe này thì không có tốn tiền gì luôn á bởi vì à, vỏ tâm thay mới rồi nhớt thay mới rồi rồi nội thất đẹp rồi màn hình có rồi cam ve có rồi mọi thứ nó đã sẵn sàng hết rồi và xe rất là riêng à, tâm để 535 thì anh chị về chỉ việc à, đổ xăng chạy thôi gương kính là riêng hết nha không hề tháo thay gì hết nha <laughs> hai cái trục này còn rất là tốt anh chị đây nếu như mà mình không có thật á thì mình cứ bao cho người ta nè không keo chỉ nè đó không có mắt mấy keo chỉ nào hết anh chị còn cái cabo này là mới một trăm phần trăm nè mới nha là chủ cô chủ nói là lúc về là nó bị mớp cái mỏm này chút xíu nó bị mình không có hỏi bị gì nhưng mà tâm kiểm tra rồi bao cho anh chị vô kiểm tra hãng luôn á kêu chỉ nè bây giờ tâm nói chứ không nói anh chị cũng không biết đâu và tâm đã kiểm tra hết cái phần này rồi mở nắp này ra rồi không có mở bất cứ một con ốc nào trong đây hết kể cả kết nước kể cả ổ khóa rin hết tất cả là rin hết nha đó. À, xương đầu xương ngang xương dọc gì là nói chung là rin hết anh chị chuẩn hết ốc tán nè xe đẹp lắm anh chị máy cái máy nhất là cái máy nha một trăm là máy nguyên rin nắp cò nắp trao chưa mở ha nắp cò nắp trao nè chưa hề mở gì hết xe nó nó khá xe anh chị xe này tâm đánh giá cũng phải từ 8 điểm 7 điểm rưỡi đến 8 điểm trở lên nha bởi vì nó cũng theo thời gian rồi đó nó như vậy là cũng đẹp dữ lắm rồi anh chị và anh chị cứ yên tâm đi nếu mà xe này anh chị cảm thấy phát hiện mà có bị đụng bị đâm đó bị tai nạn bị ngập nước đó, thì bên tâm là người chịu trách nhiệm bằng mọi hình thức và lời nói cũng như là hành động của mình đó, anh chị đem vô hãng chết nha tâm bao cho anh chị là kiểm tra và chết hãng nha nếu xe này phát hiện mà bị đâm đụng bị ngập nước thì bên Tam chịu lúc mới mua thì bị mớp cái cabo đó gia chủ vô hẳn trong hãng thay cabo mới lúc mới mua tới giờ luôn chứ không phải là mới bị đây đó chạy tới bây giờ luôn lúc mới mua đâu khoảng vài tháng là là thay tới bây giờ luôn bây giờ nó đã, cũng đã cũ theo năm tháng rồi nhưng mà nhìn nó còn đều lắm nhìn rất là đều cái xe này nếu mà ai có tuổi tuổi chút mà tầm tiền này thì bây giờ phải bỏ ra ba cái số tiền này mới mua được cái Camry mới thì bây giờ mình mua cái xe này với cái tầm tiền vừa phải theo cái khả năng của mình thì tâm nghĩ là cũng phù hợp vừa rồi tâm mới bán con 27 cũng giống y vậy luôn form dáng y vậy luôn cao hơn ba đời tâm bán được nhiều quên 685 triệu đó, 685 triệu xe này thì tâm bán rẻ hơn 150 triệu anh chị cũng form dáng y vậy đó không khác gì hết cao hơn ba đời xe kia hai xe này 24 2.5 quy Camry màu đen xe Euro chạy 78 ngàn động cơ hộp số máy móc gầm bệ thì rất là đẹp bởi vì cái xe này nó ở đất Bình Phước anh chị đất Bình Phước thì nói thẳng với anh chị luôn là nó bị đắt đỏ nên ốc tán nó không có đẹp bằng xe ở đất Bình Dương à, dưới đất Đồng Nai vừa rồi là tâm bán cái xe kia là ở đất Đồng Nai cái máy mới lắm trắng tinh à. còn cái xe này nó ở đất Bình Phước thì cái màu máy nó không đẹp bằng chất xe nó không có đẹp bằng nhưng mà bù lại là cái mức độ ngọt ngào và êm ái của nó đã lắm, cái mức độ đẳng cấp của nó thì cũng nguyên vẹn cũng y vậy nha, không có giảm sút phần nào hết và tâm bảo đảm với anh chị là một con xe này anh chị sẽ cảm thấy vừa ý và hài lòng luôn, bởi vì nó đều xe lắm, nó sang trọng lắm, vô nhìn cái nội thất của nó là có ăn thua liền, đây là đời nổ Citatope nha, mọi công năng chức dụng của nó là thông minh nhất cho xe hợp luôn, cái gì cũng có hết, đó. nó đẳng cấp, nó level, nó khác rồi Camry mà, thì anh chị yêu thích sản phẩm này thì Uh, liên hệ ủng hộ tâm nha tâm cảm ơn anh chị uh, luôn luôn uh, mua xe bên tâm cũng như là giới thiệu cho tâm mua được nhiều xe tâm xin uh, chân thành cảm ơn và uh, anh chị xem video hãy nhớ bấm nút đăng ký cho tâm nha tâm xin uh, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ha.